chiếc SUV plug-in hybrid mới đóng vai trò an toàn với công thức tương tự như người anh em thông thường của nó. Mitsubishi đã phát hành một số chi tiết bổ sung về hệ thống truyền động của Mitsubishi Outlander PHEV 2023, mặc dù vẫn còn nhiều điều để tưởng tượng. Mitsubishi hứa hẹn rằng cả động cơ điện phía trước và phía sau sẽ tạo ra công suất lớn hơn 40%. Nếu chính xác, điều đó đặt động cơ phía trước ở mức 112 mã lực và động cơ phía sau ở mức 132 mã lực. Nhưng tổng công suất hệ thống không rõ ràng. Dung lượng pin cũng tăng lên từ 13,8 kWh ở PHEV cũ lên 20 kWh ở PHEV mới. Trên chu kỳ WLTP, phạm vi cải thiện từ 28 dặm lên 54 dặm, đó là mức tăng khổng lồ 93% trong phạm vi chỉ dành cho EV. Trong chu kỳ EPA, PHEV cũ đi được 24 dặm. Vì vậy, làm phép toán chúng ta có thể đoán rằng PHEV 2023 có thể đạt được phạm vi chỉ dành cho EV là 46 dặm. Dung tích bình xăng của Outlander PHEV 2023 cũng được tăng lên, giúp cải thiện tổng phạm vi hoạt động, mặc dù không có con số nào được đưa ra. Và một chế độ bàn đạp mới có nghĩa là có thể thực hiện lái xe bằng một bàn đạp. 7 chế độ lái có sẵn, cung cấp các chế độ điều khiển trơn trượt dự kiến và cả chế độ Eco và Power. Chúng tôi hy vọng sẽ có đầy đủ thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật, đặc biệt là những phiên bản dành cho thị trường Hoa Kỳ trong tương lai gần. Không thể phủ nhận Mitsubishi Outlander cũ đã được làm mới và mô hình năm 2022 chắc chắn là như vậy. Outlander cũ hơn, trong cả vỏ bọc plug-in và thông thường, có nội thất cổ và giá thuê thấp. Outlander 2022 khắc phục điều đó, chuyển sang nền tảng của Nissan Rogue và áp dụng phong cách nội thất và ngoại thất rất hiện đại không phải là không có vấn đề. Giống như hàng ghế thứ ba khiến nó trở nên độc đáo so với người anh em Rogue nhưng lại chật chội một cách hài hước. Nhưng có rất ít xe điện plug-in hybrid PHEV trong phân khúc SUV cỡ nhỏ dành cho người tiêu dùng, và đó luôn là một trong những điểm mạnh của Outlander PHEV. Với kiểu dáng sửa đổi, nội thất mới và hàng ghế thứ ba tiêu chuẩn, Outlander PHEV 2023 chắc chắn có nhiều thứ để cung cấp so với thế hệ trước. Những gì nó sẽ không có là sự khác biệt trực quan đáng kể so với Outlander chỉ chạy xăng, vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cơ bản, Bose Drive và phần đầu xe Dynamic Shield. Hiện tại, huy hiệu PHEV và mái nhà màu đen ít nhất là trên một số phiên bản được hiển thị, dường như là điểm khác biệt chính. Có lẽ nhiều thông tin chi tiết độc đáo sẽ được tiết lộ khi Mitsubishi tiết lộ thêm thông tin về phiên bản Bắc Mỹ của Outlander PHEV. Hiện tại chúng tôi chưa biết gì về hệ thống truyền động, nhưng chúng tôi đặt cược vào một cải tiến khiêm tốn so với Outlander PHEV 2022, có công suất cực đại 221 mã lực và phạm vi lái xe chỉ chạy điện 24 km. Nó sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn so với phiên bản khí. Mô hình khí đốt năm 2022 tạo ra công suất 181 mã lực và mô men xoắn từ động cơ i4 2,5 lít có nguồn gốc Nissan. Outlander thông thường đã hơi mập mạp, vì vậy chúng tôi sẽ quan tâm đến việc đặt PHEV lên quy mô xe. Mitsubishi sẽ bắt đầu bán PHEV tại Nhật Bản vào tháng 12 và tại Mỹ vào giữa năm 2022. Chúng tôi sẽ biết thêm chi tiết vào cuối tháng này khi tiết lộ đầy đủ về mô hình PHEV. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ! Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!